Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bà Rịa đã tổ chức họp mặt các cơ quan thông tấn báo chí trong tỉnh và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo các cơ quan báo chí và các phóng viên đã ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo thành phố Bà Rịa, các ban ngành địa phương trong quá trình tác nghiệp, thu thập thông tin. Lãnh đạo thành phố cũng thông tin chi tiết cụ thể những nội dung mà các phóng viên đang quan tâm. Tại buổi họp mặt các cơ quan báo chí, ông Trần Văn Tuấn, Bí thư Thành ủy Bà Rịa, gửi đến lãnh đạo cơ quan thông tấn báo chí trung ương và tỉnh, các phóng viên lời chúc mừng năm mới an khang tốt đẹp. Bí thư Thành ủy Bà Rịa mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, đặc biệt là tuyên truyền kết quả nổi bật của thành phố, các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập thành phố Bà Rịa 1994-2024.